Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 14 tháng 8 đã gặp lại ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được coi là cạnh tranh vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với ông hồi đầu năm. Cuộc diện kiến theo báo chí trong nước diễn ra nhân dịp ông Trọng tham dự hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nghỉ hưu ở khu vực phía Nam. Ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu Đảng còn gặp gỡ với các cựu quan chức khác như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi gặp này, theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư Việt Nam đã thông báo tình hình trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong thời gian qua. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình xã hội Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến này. Cuộc gặp quan trọng này do ông Tổng Bí thư và ông Thường trực Ban Bí thư thực hiện là để đáp ứng yêu cầu của nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm tới các vấn đề thời sự của kinh tế và xã hội trong nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có giải thích và có nói lời kết. Chắc chắn đây là một cái sự kiện quan trọng và nó cũng không diễn ra theo một cái lịch thường lệ nào, mà đây có lẽ là một cái diễn biến đặc biệt để làm rõ tình hình và làm rõ ý kiến đối với lại các đồng chí nguyên lãnh đạo. Chuyên gia từng là thành viên của Ban Tư vấn Kinh tế của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói thêm rằng hành động của ông Trọng là một trong các nỗ lực để tạo ra sự thống nhất về ý kiến trong Đảng và trong xã hội về những vấn đề có tính chất cấp bách mà công luận đang quan tâm. Truyền thông trong nước đưa tin hai vấn đề nổi cộm trong thời gian qua là Biển Đông, nhất là phán quyết mới đây của Tòa trọng tài quốc tế và vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung do Formosa gây ra đã được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo. Trước đó một ngày tại miền Bắc, Tổng Bí thư Trọng cũng đã tham dự một cuộc họp mặt tương tự với sự tham gia của các cựu quan chức như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức nghỉ hưu hồi tháng 4 sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức. Trong kỳ đại hội Đảng 12 hồi tháng 1, ông Dũng xin rút về để nghỉ chính sách sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng. Lời khuyên dáng làm người tử tế sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam hồi tháng 3 đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Sau khi đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước tuyên bố không để tái diễn vụ Formosa, nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang phải xử lý di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng để lại.